kính thưa Cha, bao năm qua chúng con đã đến với cái đất nước mà được gọi là đất nước của chúng con, là của cha ông chúng con. Sự lạc loài, sự lạc lõng mà chúng con đã chịu bao nhiêu năm qua ở tại quê mẹ, giờ đây được sự ôm ấp của tất cả quý vị Việt Nam, hải ngoại đã ôm chúng con vào lòng. Quý khán thính giả đang theo dõi phần thắp nến trong ngày ra mắt ban đại diện của anh chị em Lai Mỹ Việt tại Michigan. Có vào khoảng 500 quý đồng hương hiện diện và một số đại diện anh chị em Lai Mỹ Việt từ các tiểu bang Florida, Texas, Georgia, Illinois, Indiana đã về đây để ủng hộ và chia sẻ niềm vui. Đặc biệt, sự có mặt của bà Khúc Minh Thư và nhạc sĩ Nam Lộc, hai vị khách quý mà họ đã thân thương gọi bằng mẹ và chú. Những việc các cháu làm một cách rất là âm thầm. Khó có một cái tập thể nào mà mới thành lập, chưa có tài chánh tiền bạc mà các cháu đã tự bảo lãnh cho những người bạn bất hạnh của mình từ Phi Luật Tân sang định cư ở bên Hoa Kỳ, trong khi không ai muốn bảo lãnh cả, kể cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nếu không có gia đình Mỹ Việt ở khắp nơi, các cháu đã kêu mang cho những người bạn đã phải sống vất vưởng 20 năm trời ở Phi Luật Tân. Nếu không có các cháu thì một số anh chị em Lai bị trục xuất ra tòa, cần có một sự bảo bọc, không ai ký giấy bảo bọc đó cả, ngoại trừ gia đình Mỹ Việt. Và những công việc làm âm thầm đó, chúng tôi nghĩ rằng các cháu đáng được vinh danh. Thật sự ra mỗi lần mẹ đi tới mà để dự một buổi lễ ra mắt của các con đã gần 3 năm nay, luôn luôn trong lòng mẹ, mẹ nhìn thấy tụi con cũng như là những đứa con của mẹ. Bởi vì những đứa con của mẹ cũng đã từng mất cha trong cuộc chiến, thành ra không bao giờ mẹ thấy rằng mẹ có bổn phận, nhưng mà mẹ cố gắng tất cả những cái gì mẹ làm được. Ngày hội của gia đình Mỹ Việt Michigan đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là dịp để anh chị em Lai gặp gỡ nhau, chia sẻ những kinh nghiệm buồn vui trong cuộc sống. Chương trình đã kết thúc với phần văn nghệ và dạ vũ. Hai ca sĩ Đan Nguyên và Hồ Hoàng Yến đã làm nức lòng khán giả với những ca khúc trẻ và sống động. Kim Tài tường trình từ Michigan. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân.